khi bà con chúng ta găm xuống dưới đất liền á thì nó sẽ bắt rễ rất là, bắt đất rất là nhanh. Thay vì chúng ta vô chậu thì chúng ta găm xuống liền là bắt đất rất là nhanh, là chúng ta sẽ tiết kiệm được cái khâu mà trung gian đó bà con. Bà con thấy là cây nào cũng như cây đó. Xin chào quý bà con thân yêu. Hôm nay quanh đang đứng kế bên những cái cây lựu đỏ Ấn Độ rất là xinh. Bà con thấy cái chỗ trà đưa lên phía sau lưng quanh không? Đây là những cây lựu đỏ Ấn Độ hàng nhập khẩu, củ tỏi mới được nhập về Việt Nam. Ngày hôm nay quanh xin phép được chia sẻ quý bà con chúng ta những cái lý do chúng ta nên trồng lựu đỏ Ấn Độ nhập khẩu, cũng như một vài cái nguyên tắc chúng ta cần nhớ khi chúng ta trồng lựu đỏ để mà chúng ta thu hoạch được những cái trái rất là tuyệt vời cho bản thân mình cũng như gia đình của mình bà con nhé. Mời quý bà con chúng ta dành thêm khoảng 5 phút nữa thôi để chúng ta xem những cái lý do vì sao mà chúng ta cần nên nhập lựu đỏ Ấn Độ để trồng cho khu vườn của mình bà con nhé. Đây là những cái kiện lựu đỏ Ấn Độ vừa mới về nhé bà con. Đây là hàng nhập khẩu cũng phải đi tới 6 cái biên giới nè. Như bà con cũng biết thì bên quanh hay đi cái hàng nhập khẩu, lựu nhập khẩu, mà lựu này là giống lựu đỏ Ấn Độ và hiện tại bên quanh bây giờ cũng có thêm một giống nữa để phục vụ cho những cái quý thực khách nào mà thích ăn cái lựu mà nó chua hơn lựu Ấn Độ một xíu. Tại lựu Ấn Độ thì bản chất của nó là ngọt tới 70%, còn lại là 30% là chua. Nhiều thực khách lại bảo là cái đó nó ăn thích nó chua nhiều hơn, thì bên quanh lại có thêm một cái dòng lựu nữa là lựu Peru để mà đáp ứng cho thị trường, đáp ứng cho những cái khách hàng mà họ thích chua. Thì ở đây thì bên quanh toàn bộ là lựu nhập khẩu hết chứ không có sản xuất ở trong nước nha bà con nha. Bà con thấy đóng gói rất là kỹ càng để chúng ta đem về. Khi mà về tới nơi thì hầu hết là đều đã rụng lá chân, đều đã rụng lá xả hết rồi. Đây ạ, mùa này thì bên đó nó đang ngưng cho trái và cũng mưa cũng hơi nhiều. Bà con thấy là nguyên một cái cây lựu bắt đầu nó nhú lọc ra rồi. Rồi sẵn khui thêm mấy thùng khác luôn đi em, cho bà con chúng ta cùng xem luôn. Để quanh úp nó lại nhé. Đây là hàng lựu nhập khẩu. Quanh muốn làm video này để cho quý bà con chúng ta xem rằng là bên quanh vườn lựu đỏ Ấn Độ rất là nhiều, nhưng mà bên quanh không có dùng để chiết mà bên quanh dùng để làm trái. Và ở trái lựu Ấn Độ thì cũng đã bắt đầu ra trái ở Hà Nội, ở Vĩnh Long, ở Tây Nguyên, ở Lâm Đồng, đã ra rất là nhiều rồi. Nên quý bà con chúng ta cứ tự tin cho cái loại sản phẩm này. Cây rất là bắt mắt, rất là đẹp, rất là dễ thương và cho trái rất là đỏ. Nhưng tuy nhiên thì trái bối thì nó sẽ không có to giống như là cái trái của trên một cái cây thuần thục nhé bà con. Nhưng mà khi bà con chúng ta trồng cái lựu đỏ Ấn Độ mà hàng nhập khẩu như thế này nè, chúng ta sẽ được một cái giá trị gì? Là cây nó sẽ rất nhanh cho trái, cây nó rất là khỏe, và đồng thời là cây nó sẽ rất là gần bố mẹ. Cây nó rất là gần bố mẹ bà con nhé. Con thấy là đóng gói rất là kỹ nha. Đấy, có đó, cái lô này. Rồi chắc mình đếm đi em, được rồi. Đó, mà con thấy là khi mà về là rễ nè, rất là nhiều rễ nè. Mình để xuống nha, nó hơi nặng. Mà con coi rễ nè, rễ trắng hết trơn nè, rễ trắng tươi hết trơn luôn nè. Đấy, rồi cái cây nè. Mà con thấy cái cây là chồi lọc rồi nó rụng lá nha. Đi xa mà, đi tới 3-4 ngày, thậm chí là hành trình 7 ngày mới về tới. Cây nó bị rụng lá nên nó chỉ còn lại những cái lọc thôi. Đấy, những cái lọc nó lú ra như thế này nè, rất là nhiều. Đó, bà con thấy là những cái lọc nó lú ra rất là nhiều để mà chuẩn bị cái sức sống mới. Và cái lựu đỏ Ấn Độ này khi bà con chúng ta găm xuống dưới đất liền á thì nó sẽ bắt rễ rất là, bắt đất rất là nhanh. Thay vì chúng ta vô chậu thì chúng ta găm xuống liền là bắt đất rất là nhanh, là chúng ta sẽ tiết kiệm được cái khâu mà trung gian đó bà con. Đó, bà con thấy là cây nào cũng như cây đó, rất là đẹp nè. Bây giờ bên quanh sẽ kiểm đếm sao nó min min. Sáng ngày sao con đi chơi đi con. Sáng ngày sao min min buồn quá vậy. Đây, 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 bà con thấy nè, nó rất là to nè. Hàng này là toàn bộ là bên quanh đã có tuyển rồi nhé bà con. Bên quanh đã có tuyển rồi, về bên này lại tiếp tục tuyển ra. Hàng đi dự án thì bên quanh sẽ bốc cây rất là đẹp. Còn hàng còn lại thì thường là bên quanh sẽ trồng vườn. Đó, bà con thấy cây nào cây nó rất là đẹp, rất là lực. Và mỗi một cây như vậy thì bên quanh hợp đồng với bên nhà cung cấp là tầm khoảng 80cm. Đấy, 80cm nhé bà con, cao từ 60 đến 80cm và cành rất là to, lực. Và đây là cây F1 rất là gần cây bố mẹ nha. Cây F1 rất là gần cây bố mẹ nên là bà con chúng ta sẽ được cái giá trị gì ạ? Chúng ta sẽ được cái giá trị là cây thuần chủng nè, cây lực nè, cây khỏe nè, cây đủ sức mang trái nè, đó, cây nhanh cho trái nè.
Và đặc biệt là những cái khách hàng bên quanh đã trồng lựu bên quanh thì bây giờ đã ra trái ruột đỏ thấm luôn, rất là đẹp. Tuy nhiên khi bà con chúng ta trồng lựu thì bà con chúng ta lưu ý dùm quanh là thời điểm mà mưa nhiều á, mà chúng ta phải, và đi trái là chúng ta phải xịt nấm khuẩn thường xuyên, là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là bà con chú ý phần nước, nước nhiều quá nó dễ bị nứt trái, dễ bị ôi rễ. Và cái thứ ba á, là chúng ta lưu ý tiếp dùm quanh là cái phần rầy. Con rầy nó hay đánh nha, mấy con rầy xanh á, nó hay đánh cái lá, mấy cái đọt non. Tại vì thằng lựu của chúng ta nó ra đọt non liên tục, nên thành ra là chúng ta phải lưu ý phần này giúp dùm em. Rầy với sâu á, là mấy con sâu đen 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 nó cũng dễ diệt lắm. Chúng ta phun sương qua là nó diệt à. Đó, bà con thấy là lựu trái cái bông mà rất là đỏ, đỏ tươi luôn. Bà con thấy bên quanh là vải về liên tục, làm việc với nhà cung cấp liên tục mới đủ đáp ứng được cái thị trường lựu của Việt Nam mà đang tin cậy siêu thị cây giống Willow Farm. Bên cạnh cái lựu đỏ Ấn Độ này thì bên quanh có một dòng lựu nữa, nó chua hơn nha. Quanh cũng xin phép được nó chua hơn. Cái ruột nó màu tím, cái vỏ màu đỏ như lựu đỏ Ấn Độ nhé, nhưng mà cái ruột màu tím. Đó là lựu đỏ Peru nhé. Lựu đỏ Peru nha bà con nha. Bà con chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm cái dòng này. Đấy. Đây, đây là cây bây giờ là bên quanh sẽ chất ra để mà bên quanh sẽ chất ra để mà bên quanh chuẩn bị vô bầu, rồi một số sẽ giao sẵn cho chủ đầu tư. Đây bà con thấy hôm trước là bên quanh về 3.000 gốc đã giao đi rồi. Rồi trong cái đợt dịch đó mà vừa rồi là bên quanh tiếp tục về khoảng 4.000 gốc nữa, giao thêm một mớ nữa, và lại còn lại một số mà bên quanh ra chậu nè. Bà con thấy chậu rất là nhiều, bên quanh chuyên sản xuất lựu, và lựu là toàn bộ là lựu nhập khẩu hết, nên bà con chúng ta cứ yên tâm. Cái thằng lựu đỏ Ấn Độ bà con thấy quanh quan sát nha. Nếu bà con chúng ta cho nó ra nắng sớm á, nó sẽ có cái màu đỏ tía như thế này. Còn nếu quý bà con chúng ta cho để trong mát á, nó không có màu đỏ tía nha. Để trong mát là nó sẽ hơi xanh xanh thôi chứ không đỏ. Bà con thấy cái bông của nó ra nè. Bông của nó này là bà con nào mà trồng chậu là thích dữ lắm. Tại vì nó ra bông liên tục á. Nhìn nó rất là cưng, rất là dễ thương. Đấy. Nè, bà con thấy khi mà nó ra nắng nè, nó ra cái nụ búp đỏ 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 nè, thấy không? Rất là đẹp nha bà con nha. Đây là gốc lựu đỏ Ấn Độ. Và thật sự ra khi mà bà con nhìn cái lá lựu mà bà con không có làm trong ngành nhiều á, bà con rất là khó phân biệt. Quanh này là quanh nói thiệt luôn, rất là khó phân biệt nhìn cây nào như cây nào. Nhiều khách hàng bên quanh là bị trúng chưởng rồi. Là điện thoại về khóc nói không có phải giống lựu đỏ Ấn Độ giờ là bên em giao cho anh được hay không. Nó vậy ok. Đây bà con thấy cây mà cây khỏe mạnh á, nó ra bông liền nè. Đặc biệt là đây là hàng nhập khẩu nên nó rất là gần với cây bố mẹ nha bà con nha. Hàng nhập khẩu nên nó rất gần với cây bố mẹ nên là thời gian sinh sôi nảy nở, bắt gốc bắt rễ của nó rất là nhanh. Nói chung là rất là nhanh. Là con thấy là nó ra luôn cả cái phần chòi kìa đó. Chòi lọc rồi nó ra rất là nhiều. Đó, này là xả nắng, còn bên này chưa kịp xả nắng. Bà con thấy cái đọt nó không có tía bằng. Đó, bà con chúng ta lưu ý ha. Nên là bà con ở đây là bà con chúng ta rất là khó phân biệt nè. Cái đọt mà ở trong mát thì nó không có tía bằng cái đọt ở ngoài nha. Còn cái đọt ở ngoài thì nó sẽ hưởng được cái nắng nhiều hơn, nên thành ra nó đỏ tía hơn. Bà con chúng ta lưu ý khi chúng ta trồng lựu thì lưu ý giùm em là phải xả nắng giùm em nha. Phải đưa ra nắng, trồng ngoài nắng chứ không được trồng sen. Trồng sen nhưng mà vẫn phải đảm bảo được cái nắng cho cái cây của chúng ta thì mới trồng sen được. Còn nếu mà trồng sen mà cứ bị che bóng râm là quanh khuyến khích là khỏi trồng thì tốt hơn. Tại vì giống lựu đỏ Ấn Độ hàng nhập khẩu như bên quanh làm là giá nó không có rẻ đâu. Nên là chúng ta trồng một cây là nó đã tốn tiền rồi mà lại không hiệu quả thì nó mất công lắm đúng không ạ? Nên bà con chúng ta lưu ý. Còn khi trồng lựu đỏ rồi hoặc là lựu Peru giống như bên quanh đang chia sẻ thì bà con chúng ta nên trồng lựu nhập khẩu để đảm bảo được cái sự an toàn, chuẩn giống. Nhanh cho trái, sức đề kháng tốt, gần gũi cây bố mẹ nhất để mà chúng ta đạt được nhiều cái giá trị nhất về cây lựu đỏ Ấn Độ này. Còn về giá trị của cây lựu đỏ Ấn Độ thì trong nhiều video khác Quỳnh đã phân tích và chia sẻ với bà con rồi. Giá trị kinh tế rất là cao, rất nhanh cho trái, rất dễ làm trái. Chỉ cần lưu ý những một vài điều hồi nãy Quỳnh vừa chia sẻ, đó là nấm khuẩn nè, sâu rầy và kết hợp với lại nước. Và khi mà thời điểm nó ra bông ra trái thì nhớ xịt dùm Quỳnh thêm cử siêu canxi bo. Tại vì cái lựu nó rất là dễ bị là tét trái, nứt trái, hẻ. Cái nguyên nhân là do chúng ta dư nước hoặc là bị nấm khuẩn tấn công lúc nó thụ phấn, hoặc là chúng ta cái màng tế bào của cây nó quá mỏng nên thành ra nó bị nứt. Nên bà con chúng ta cần phải lưu ý việc này giúp chung quanh nhé. Rồi bây giờ quanh xin phép được chào quý bà con chúng ta ở đây để quanh coi các bạn sắp ra như thế nào.
để chuẩn bị giao đi một phần, còn một phần còn lại mới vô chậu. Còn cái hàng lô chậu hồi nãy bà con chúng ta thấy là cái lô đó cũng đã đặt trước rồi nha bà con, chứ là không có còn lẻ nhiều. Hàng lẻ bên quanh thường đi cũng 50-60 đấy, sắp xếp ra ở bên ngoài dựng vô cái góc đằng kia. Ok rồi, Quang xin phép được chào quý bà con chúng ta ở đây một lần nữa. Lụa đỏ Ấn Độ hàng nhập khẩu, xin phép được chào quý bà con chúng ta ở đây và hẹn gặp lại quý bà con trong những video tiếp theo. Một lời nhắn nhủ quý bà con chúng ta là trồng cây gì hay nuôi con gì thì cũng cần phải lưu ý cái chất lượng của cây giống và phải chuẩn giống để quý bà con chúng ta mua được sự yên tâm, mua được giấc ngủ ngon và mua được cái kết quả ngay từ đầu. Chứ nếu không mà không mua được kết quả ngay từ đầu thì nó rất là gam go cho mình bà con nhé. Rồi, cảm ơn quý bà con chúng ta một lần nữa. Siêu thị cây giống Willow Farm cùng nông gia Hưng Thịnh xin phép chào quý bà con và hẹn gặp lại quý bà con trong những video tiếp theo thực tế tại vườn. Nên quý bà con chúng ta lưu ý xung quanh nhấn vào cái nút đăng ký kênh siêu thị cây giống và nhấn luôn cái chuông bên dưới để mà khi mà có video mới hoặc là quanh phát trực tiếp á, quý bà con chúng ta sẽ được nhận thông báo đầu tiên và được xem đầu tiên quý bà con nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.